Mới tí tuổi ra đã nước hoa rồi, để tôi dai theo. Ê, mày làm hộ tao cái, hộ tao cái. Hay hơn gì mà nhận nhau ở đây. Lên voi rồi thì bây giờ phải xuống chó. Con kia, mày làm gì đấy? Không mà, em có làm gì đâu, em vào thấy cái lọ nước hoa nó bị đổ. Mày làm vỡ cái lọ nước hoa của tao bây giờ mày còn chối à? Không phải em làm vỡ đâu ạ, em vào thì đã thấy nó như thế rồi mà chị. Mày lại còn cãi à? Mày ăn không ở không, mày không kiếm ra tiền, cho nên là mày không biết xót của đúng không? Em xin lỗi chị, nhưng mà không phải em làm thật mà chị. Có chuyện gì thế? Anh xem con em gái của anh ấy làm vỡ cái lọ nước hoa của em rồi. Mới tí tuổi ra đã nước hoa rồi, để cho dai theo. Chị đừng có nghi oan cho em. Anh đưa mày lên đây là để đi học, sao mày lại làm mấy cái việc này? Nhưng mà em vào đã thấy nó như thế rồi mà, không phải tại em. Đây đây đây, em gái anh đấy. Nói chưa xong cái đã xong rồi. Anh cứ chiều nói cho lắm mà. Xong rồi cũng có ngày nó bán cả cái nhà này đi. Không, nó vác cái bụng trình hình ra đấy thì có mặt đẹp mặt. Chị đừng có mà đặt điều. Em thôi ngay đi, còn không biết đường mà xin lỗi chị đi. Tao không cần lời xin lỗi của mày. Mày đền cái lọ nước hoa cho tao đi. Nó đang đi học lấy đâu ra tiền? Nó không có tiền đền thì anh đền cho em. Chỉ là lọ nước hoa thôi mà. Tôi không cần biết, nhưng mà tôi không thể chấp nhận được cái loại ăn cắp vặt này ở trong nhà. Thì giờ em muốn như nào? Muốn gì á? Nó cút. Không cần chị đuổi, tôi tự đi. Tôi không thể ở trong cái nhà này thêm một phút nào nữa. Huyền, còn anh nữa, cứ ở đây mà sống cái cảnh chó chui gầm trạn đi. Còn anh nữa, muốn đi theo con em anh không? Đi luôn đi. Chết, hai đứa xuống xem em kia thế nào. Em ơi, em có làm sao không? Em đói. Đói à? Chắc có lẽ không được ăn gì rồi. Thôi, hai đứa bế em ý về quán nhà mình ăn. Đi, nhanh lên. Nào, cẩn thận. Đấy. Sao? Em thấy trong người thế nào rồi? Em đỡ hơn nhiều rồi ạ. Em cảm ơn chị. Cho chị địa chỉ, chị gọi bố mẹ em đến đón em nhá. Bố mẹ em mất rồi ạ. Thế em không còn người thân nào à? Họ đuổi em ra khỏi nhà rồi, vì họ nghi em lấy trộm lọ nước hoa. Chị ơi, chị cho em ở đây làm việc với chị nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi đã, rồi có gì chị sẽ tính tiếp. Không chị ơi, chị cho em làm việc đi ạ. Rửa bát, quét nhà, bưng bê, việc gì em cũng làm được mà. Em không phải là đứa tày máy ăn cắp đâu ạ. Chị hiểu rồi, nhưng mà bây giờ em cứ phải nghỉ ngơi đã, rồi có sức thì mới làm việc được chứ, đúng không? Thôi, ngủ đây, nghỉ ngơi đi, chị xuống chị làm việc đã, nhá.
xuống dưới. Xong tới đấy nào. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Này, có người giới thiệu bảo ở đây thức ăn thừa ngon lắm, mang về trang trại cho lợn nhà mình á, có mà béo quay béo cút ấy. Úi giời, cuộc đời tôi không nghĩ sẽ có cái cảnh đi lấy thức ăn thừa cho lợn này đâu. Thì lên voi rồi thì bây giờ phải xuống chó chứ, tí là phải lấy nhanh không là chúng nó đến lấy hết đấy. Không lấy chỗ này, lấy chỗ khác, lo gì. Bà tưởng bây giờ đi lấy cái này là dễ lắm đấy à? Thức ăn thừa cho lợn mà chúng nó cũng đấu thầu đấy. Chỉ từ khi gặp ông, đời tôi mới phải khổ như này thôi. Bà trách ai? Cũng vì bà nhá. Bà không bốc họ bốc hàng thì làm gì vợ chồng mình đến nông nỗi này. Ừ, bà tôi. À chị ơi, em đến lấy nước thừa. Anh Nghĩa à? Huyền, sao em lại ở đây? Ui, tưởng ai? Chắc làm rửa bát trong này hả em? Lim. Hay hớm gì mà nhận nhau ở đây. Tưởng nó làm chủ nhà hàng thì vợ chồng mình mới được nhờ, chứ cái ngữ rửa bát thì... Lim. Chị Lim này. Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn hay thích cà khịa người khác nhỉ? Dạ, cảm ơn. Tôi lấy cái thức ăn thừa này là về cho lợn nhà tôi nguyên một trang trại nhá. Chẳng qua hôm nay không có người làm cho nên là tôi mới phải đi lấy thôi. Thế thì tốt quá rồi. Từ mai chị cứ phải đến bên nhà chị đến đây lấy nhá. Dạ. Mày có phải là chủ nhà hàng ở đây không? Mày quyết định được. Chị này, em yêu cầu chị hãy tôn trọng em. Tôn trọng á? Tao tưởng 10 năm qua mày chết rồi chứ. Ai ngờ lại ở đây để làm cái nghề rửa bát mạng hạng này à? Vui thật. Lim. Em nói thật nhá, hai anh em nhà anh ấy chả được cái nước non gì cả. Suốt đời chỉ đi làm thuê cho người khác mà thôi. Em yêu cầu chị tôn trọng em. Nếu không ấy, cái việc lấy nước gạo thừa sẽ chấm dứt. Ê, mày làm hộ tao cái, hộ tao cái. Cảm ơn. Có chuyện gì mà làm tớ ong xong thế? Không có gì đâu chị ạ. Chị ơi, con bé nhân viên nhà chị ấy, nó nãy giờ tình cách hạch sách vợ chồng nhà em đấy. Mà em nói chị biết nhá, ngày xưa nó còn chuyên môn ăn cắp vặt luôn. Thế làm sao mà chị biết con bé này hồi xưa ăn cắp vặt? Ôi, nó em chồng em mà, ngày xưa ăn cắp lọ nước hoa của em á, xấu hổ của em đuổi nó khỏi nhà đấy. Hóa ra đây là vợ chồng anh chị em à? Vâng, là vợ chồng anh trai em ạ.
hai vợ chồng nhà anh chị xa cơ lỡ vận rồi mà tính cách vẫn thế nhở? Chị dâu mà suốt ngày mạt sát em chồng thế à? Để tôi nói cho chị biết, cái người mà chị nói là rửa bát với ăn cắp vặt ấy đang là quản lý của nhà hàng rồi đấy. Nếu muốn lấy gì từ cửa hàng này phải qua Huyền, rõ chưa? Dạ, hai chị cứ giữ lấy mà dùng. Tôi biết nó làm quản lý ở đây ấy, thì không bao giờ tôi thèm đến. Đi về. Đi về. Em bình tĩnh. Chị với Huyền cho anh xin lỗi nhé. Câm mồm!